Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào tối ngày thứ Sáu 25 tháng 11 2016, Hội Quảng Nam Đà Nẵng theo như thông lệ hàng năm sau ngày lễ Thanksgiving đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ với chủ đề Cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa, với sự tham dự đông đảo các đại diện hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng. Và trong dịp này, ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng, và ông Nguyễn Văn Mỹ, ban cố vấn Quảng Nam Đà Nẵng đã cho chúng tôi biết sơ qua về buổi dạ tiệc. Hàng năm cứ vào dịp lễ tạ ơn, Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng chúng tôi có tổ chức buổi họp mặt để cảm ơn đất nước Hoa Kỳ cũng như cảm ơn tất cả các anh em thương phế binh đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Và đêm nay chúng tôi nhận thấy rất là nhiều đông đảo của đồng hương thân hữu và quan khách Mạnh Thường Quân tới tham dự. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ gặt kết quả tốt đẹp để có tiền gửi về cho anh em trong mùa xuân này. Năm nay là năm thứ 16 chúng tôi tổ chức hôm nay, thì mà hàng năm chúng tôi cái danh sách thương binh của Quảng Nam Đà Nẵng chúng tôi có khoảng chừng là trên dưới 500 người. Cái mục đích của chúng tôi muốn tổ chức làm sao mà kiếm chừng độ trên dưới 30.000 để gửi về và giúp các anh em hàng năm. Trong những năm qua chúng tôi cũng đạt được kết quả đó, và năm nay tôi thấy cũng rất là coi như là tốt lành. Tôi xin đại diện cho Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng kính chúc quý vị khán thính giả của đài SBCN một mùa lễ tạ ơn và mùa lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Tôi là Nguyễn Văn Mỹ, cũng trong Hội đồng hương của năm Đà Nẵng. Tôi xin kính chúc tất cả quý vị một mùa lễ tạ ơn đầy an lành, hạnh phúc, và đặc biệt là luôn luôn nhớ đến các anh thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, ông Hội trưởng Đoàn Ngọc Đa đã nói về việc gây quỹ chương trình Cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và ông đã nói đến tình hình đất nước đang đứng trước thảm họa mưu sinh và nguy cơ hán hóa. Và ông nói, chúng ta sẽ phải làm gì cho đất nước? Ta đã làm gì cho Tổ quốc trong dĩ vãng? Quý vị như chúng tôi đã đóng góp một phần cho Tổ quốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng như thế chưa đủ. Bởi vì chúng ta hiện diện ngày hôm nay tại đây và chúng ta mất nước, tức là sự hy sinh của chúng ta chưa được đầy đủ. Kính thưa quý vị, câu hỏi của chúng ta sau này là chúng ta không phải là chúng ta đã làm gì cho Tổ quốc, mà chúng ta sẽ làm gì cho Tổ quốc. Kính thưa quý khán thính giả, buổi dạ tiệc gây quỹ chương trình Cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa do Hội Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức. Sau đó chương trình còn để tiếp tục với phần nói về dược sĩ Bùi Như Hải, một đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, là một thành viên có nhiều hoạt động đấu tranh trong cộng đồng, đã qua đời cách đây ít tháng, để lại nhiều niềm thương tiếc cho mọi người. Và phần văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng và thân hữu phụ trách, cũng như phần xổ số gây quỹ với nhiều tặng phẩm giá trị do các nhà hảo tâm bảo trợ. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.